Xin chào mấy ông anh. Em review cái chuồng gà của em cho mấy ông anh coi nha. Miếng dùa này nè, em lụm về cái em khoan bắt chị chì vô. Thấy không? Cái này em mua, cái này em xin, em chạy xe tải nó lót cũ là chở đồ em xin cắn vô. Gà em ngủ một lưới không à. Anh thấy không? Cái gì nhân này. Người ta nuôi gà siêu Mỹ, gà Vigo, em nuôi gà siêu thật không, không có lông đuôi. Ngủ trên cây luôn. Đó. Mình thấy không? Đó. Gà em cho nó vô chuồng hết. Hát ngủ lưới hát tốt ngoài kia không ra ngoài đó luôn.